Bệnh lao là căn bệnh truyền nhiễm gây tử vong cao nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, đúng phác đồ. Đây cũng là bệnh không chỉ ảnh hưởng đối với thể chất, tinh thần, kinh tế của người bệnh mà còn là mối nguy hiểm của cộng đồng. Do đó, để giảm tỷ lệ người mắc bệnh lao cần tăng cường các biện pháp khám sàng lọc, phát hiện, điều trị sớm và quản lý tốt bệnh nhân tại cộng đồng. Tại Bệnh viện Phổi tỉnh, những bệnh nhân mắc lao chủ yếu được phát hiện qua đợt khám sàng lọc tại cộng đồng ở huyện Gia Viễn vừa qua. Vì nhiều lý do khác nhau mà họ đã không đến cơ sở y tế để thăm khám. Qua tư vấn, thăm khám và làm xét nghiệm xác định đúng bệnh, họ đã được hỗ trợ đăng ký điều trị theo phác đồ chuẩn của chương trình phòng chống lao quốc gia. Tôi không biết là năng lượng là tôi là người có bệnh, khi được khám sàng lọc để ra được là người có bệnh. Tôi thì là tôi thấy người nó tức ở đằng sau lưng đây, nhưng mà nghe thấy loa đài thông báo mà đi khám sàng lọc thì khỏi. Sau 2 năm ảnh hưởng của dịch COVID-19, công tác phòng chống lao của tỉnh càng được chú trọng hơn. Các hoạt động tại cộng đồng được đẩy mạnh, hoạt động điều trị được duy trì về khám và điều trị lao kháng thuốc. Theo thống kê, tỷ lệ bệnh nhân mới mắc được phát hiện năm 2020-2022 là 70 trên 100.000 người, trong khi năm 2019 là 81 trên 100.000 người. Ước tính tỷ lệ phát hiện bệnh đạt 70%, còn 30% bệnh nhân lao trong cộng đồng chưa được phát hiện điều trị. Đây là nguồn lây chính của căn bệnh nguy hiểm này. Tôi rất là cảm ơn các cấp trên của nhà nước đã về đã giúp cho dân để mang nâng cao tinh thần cho nhân dân và sức khỏe cho nhân dân. Tôi cũng mong muốn là cấp trên luôn luôn về để kiểm tra sức khỏe cho nhân dân để nâng cấp tinh thần cho nhân dân. Thực tế hiện nay cho thấy, để loại trừ hoàn toàn bệnh lao ra khỏi cộng đồng là một thách thức rất lớn. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là ý thức trách nhiệm của người dân về phòng chống bệnh lao chưa cao và có nhiều bệnh nhân không tuân thủ theo đúng phác đồ điều trị của chương trình. Để giảm tỷ lệ người mắc bệnh thì quan trọng nhất vẫn là khám sàng lọc, phát hiện, điều trị sớm và quản lý tốt bệnh nhân tại cộng đồng. Đẩy mạnh việc áp dụng các kỹ thuật mới vào khám, phát hiện, chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao. Trong năm nay thì có một chuyển biến quan trọng, đó là cái thanh toán của thuốc lao thì bảo hiểm y tế thanh toán. Và đồng thời nữa là cái kiểm soát lao sẽ gắn với y tế cơ sở. Chương trình lao quốc gia chúng tôi thì sẽ có nguồn lực và các chuyên gia và các chuyên môn, chúng tôi kiểm soát về chuyên môn, hỗ trợ về chuyên môn và cái nguồn lực chính là phải y tế cơ sở làm. Người dân cần nâng cao ý thức phòng chống bệnh để cùng với ngành chức năng phát hiện sớm, đưa vào điều trị kịp thời, cắt đứt nguồn lây, phấn đấu đạt mục tiêu chấm dứt bệnh lao trước năm 2035 so với kế hoạch của cả nước.